Hello, xin chào cả nhà. Có bà con nào rảnh không? Đó, giờ này ai rảnh lên. Bữa nay trại cho Lucky sẽ trả lời rất là nhiều câu hỏi mà bà con đã đặt ở trong tin nhắn đó. Thì đương nhiên cái lượng câu hỏi nhiều quá cho nên mình không có trả lời hết được bằng cái rep tin nhắn. Thì hôm nay này mình quay cái live stream á. Thứ nhất á, là cũng muốn á, là để cho bà con biết tới cái trại chó Lucky. Thứ nhất là nó nằm ở đâu. Thứ hai nữa là ở bên mình có phải là nuôi chó sinh sản và nhân giống hay không, hay là chỉ là shop bán. Thì có rất là nhiều bà con chưa có biết tới trại chó Lucky. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu để cho bà con biết. Ở đây địa chỉ nhà mình nhé. Địa chỉ trại chó đây nhé. Thì các bà con search trên Google thì bà con sẽ thấy là trại chó Lucky có đầy đủ thông tin luôn nhé, theo đúng cái địa chỉ này, từ Facebook cho tới fanpage cho tới Zalo cho tới số điện thoại và kể cả YouTube cũng có. Thì bà con cứ đặt câu hỏi giống như là mình đặt câu hỏi trong cái inbox á, về cái thứ nhất á, là bữa nay mình nói luôn về thiết kế chuồng trại này đấy. Rồi chăm sóc, phòng và trị bệnh, dinh dưỡng, đó là những cái mà mình chia sẻ cho bà con về vấn đề nuôi cái dòng Rottweiler này và nuôi để làm kinh tế ha, nuôi để làm kinh tế. Thì ai tham gia có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho bên mình sẽ trả lời cho bà con. Quay giờ này thì nó hơi là trái ngược cái thời gian của bà con chút xíu, thì đương nhiên là cũng có ít người tham gia, nhưng mà có điều là ok, ai tham gia thì mình trả lời, còn không nữa thì mình sẽ dành cái thời gian ở một cái dịp khác. Nhưng mà có điều là tại vì là phải làm hết cái công chuyện xong đã, thì lúc đó mình mới live stream được để mình trả lời cho bà con ha. Ở đây còn một con nái nó đang lên giống của khách này. Họ gửi để phối ở trại nữa. Đó, cái con giống nó đang lên giống. Thì bên mình á, tại do đợt này nó nhiều quá, nó phun chuồng á, cho nên là mình buộc phải cột ở ngoài, nhưng mà cũng yên tâm sạch sẽ và cho ăn đàng hoàng. Thì trong vòng 10 ngày phối xong thì đem trả lại cho kêu khách lên bắt về. Giới thiệu chút xíu nhé, hiện thời thì mình còn có hai cái con chó rốt nhỏ thôi ha, mà con cái đực mình cũng hết luôn rồi. Đây còn con đực, nhưng mà con đực này thì đã bán rồi, và khách đang gửi để chờ cái chuồng trại xong người ta sẽ lên bắt về. Mình còn hai con cái 70 ngày tuổi, nó khoảng tầm 6 đến 7 kg gì đó. Đó, đã chích ngừa đủ 2 mũi. Sổ lại cũng được 2 lần rồi. Giờ chỉ về việc là nuôi thôi. Giờ đến chích ngừa phòng dại lúc 4 tháng rưỡi. Còn sổ lại thì định kỳ từng tháng 1 nữa, coi là coi như là hoàn thành. Hai con này thì ba nó nhập. Chính vì vậy cái đầu nó đẹp lắm các bạn. Đấy. Đây, quay cận cảnh cho coi này. Đó, đi ra đây hả? Đi ra đây cắn hả? Đó, nó cắn đó. Nó dữ lắm. Đó, thì còn mình còn đúng hai con này thôi nhé. Bà con nào thích thì bà con mình qua trại. Đây em đực này. Đó, em đực này bán rồi. Đó. Bên đây thì mình còn Husky. Ra đây nào. Đó, mình còn Husky. Mình còn Pitbull. Một con Husky cái 70 ngày, nó khoảng 8 kg á. Rồi hai con Pitbull. Con Pitbull này 4 tháng, chưa tới 4 tháng, chưa chích ngừa mà. Đó, chưa tới 4 tháng. Hai con Pitbull cái hết luôn. Đó là còn tổng cộng là 6 con nhỏ, à quên 5 con nhỏ thôi nhé. 5 con nhỏ thôi. Đó, Husky. Con này màu màu xám trắng.
này màu xám trắng đẹp lắm nhá. Dòng này là dòng lông dài nha, có cái dòng lông sát nữa thì mình không có bán. Thì cái con này á, cái con ba của nó cũng đâu cũng 30 mấy ký, bự lắm, như là Alaska vậy đó. Với lại mình cũng nói luôn là mình không biết là bà con nào cứ nói là husky khó nuôi, nhưng mà theo mình thì husky cực kỳ dễ nuôi, nó ăn còn hơn pitbull nữa và rất là khỏe mạnh nha. Mình thậm chí mình nói thiệt chứ nó dễ nuôi hơn cả Rottweiler bên nhà mình đã nuôi cả lâu năm nay rồi, cho nên là dễ nuôi lắm. Đó. Về dinh dưỡng của chó con, bà con cũng có thể đặt câu hỏi. Đó. Chó con thì nên cho ăn cái gì, bổ sung cái gì, đó, để làm sao mà cho cái nó phát triển tốt. Đó, rồi các cái thực phẩm bổ sung cho nó là cái gì, để làm sao mà không bị các cái bệnh như là đường ruột, rồi thiếu canxi hạ bàn ấy chẳng hạn, rồi lông rụng nhiều không bóng mượt. Đó là những cái câu hỏi rất là hay. Đó, và người nuôi chó thì nên phải có những cái kinh nghiệm đó để làm sao mà cái con chó mình phát triển một cách tốt nhất. Đó. Rồi chuồng trại làm như thế nào để đảm bảo được rằng là nó không có bị các cái con ký sinh trùng á, ví dụ như ve rận này nó sống. Thứ hai nữa là gì, là các cái ví dụ như là mấy cái mầm bệnh á, đường ruột ví dụ như là corona chẳng hạn đi, bị papro hay care đó, thì những cái đó là những cái mầm bệnh. Vậy thì mình vệ sinh như thế nào cho cái chuồng trại để làm sao mà cái con chó nó lúc nào nó cũng khỏe mạnh như vậy. Đó là những cái mà bà con mình nuôi chó nên cần thiết phải biết. Đó. Rồi mình có thể sử dụng thêm, kết hợp thêm là thuốc nam. Đó, thuốc nam thì mình sử dụng thuốc gì. Đó, bà con cứ đặt thẳng câu hỏi. Nếu có đặt câu hỏi thì mình sẽ trả lời. Đây ha, còn mấy con này. Cái này để cho khách gửi này. Đây là đực, đực giống, đực phối này. Đó. Này tương đối là khủng. Candy ngủ cả ngày á con. Hả, Candy ngủ hả? Rồi, bên đây là Daisy. Daisy là nái ha. Nái VK. Nãy VK, con này của nhà mình. Đây là đực phối luôn. Đực phối, con này là phối lâu năm nhất của nhà mình. Con này được gần, chắc cũng gần 4 tuổi á. À đâu, 3 tuổi hơn chút xíu. Còn đây là nãy bầu. Đó, nãy bầu này, nãy bầu được 30, khoảng 35 ngày. Đây này, 35 ngày này. 35 ngày là bà con bắt đầu nhìn thấy cái bụng nó rồi nhé. Đó, và để biết bầu hay không. Đó, thì theo cái kinh nghiệm của mình thì mình cũng sẽ chia sẻ cho bà con. Đó, là cái con chó bầu nó sẽ là con chó như thế nào. Đó, cái biểu hiện của nó ra làm sao và làm sao để xác định được trước khi mình siêu âm. Đó. Đó, nái bầu. Này là cũng là một nái. Mới tách con được 3 tháng thì nó chưa có lên giống. Đây. Đó, đây là nái này. Con này cũng bự dữ lắm. Rồi. Đây là một cái con rốt mạch sẹ, mình nuôi để cho bà con biết được đó, là cái con rốt mạch sẹ là cái con như thế nào và nó trưởng thành từ nhỏ tới lớn rồi ra làm sao. Rồi. Đây là một con đực 1 năm tuổi. Đi ra đây Lucky, Lucky. Đó, đây là đực 1 năm tuổi. Đó. Rồi, và đây là đực 26 tháng, đực phối. Đó là những cái con chó mình đang có. Rồi, cái cách làm cái chuồng để cho chó mẹ nó đẻ thì làm như thế nào? Thì nếu cần đó thì cứ đặt câu hỏi mình trả lời ha. Chứ qua inbox thì nói thiệt là mình công việc cũng nhiều dữ lắm. Đi hoài à. Đó, rồi cũng không có bà trả lời cho bà con được. Đó, qua cái tin nhắn một ngày trả lời biết bao nhiêu luôn, người hỏi quá trời quá đất luôn về vấn đề mua chó, rồi về vấn đề
chăm sóc này này kia. Mình là mình thích tư vấn trực tiếp để alo cho nó dễ. Đó. Đó. Rồi. Úc ơi. Đi ra ngoài xịt cái chuồng giùm anh cái. Rồi nếu không có bà con nào thì mình ngưng ha, mình ngưng, khi nào có ai hỏi thì mình sẽ trả lời ha. Rồi cảm ơn.